Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Mix It Up. Hôm nay họ sẽ giới thiệu với các bạn một món cocktail rất là phổ biến và rất là dễ làm mà hầu như tất cả ai cũng biết, đó chính là Moscow Mule. Moscow Mule thì có lẽ các bạn sẽ đang nghĩ rằng là thức uống này sẽ đến từ nước Nga bởi vì đó là Moscow. Nhưng mà thực sự thì thức uống này được khai sáng ra từ nước Mỹ ở Los Angeles vào năm 1940. Moscow Mule là một thức uống rất là dễ làm, nó có một vị thanh mát và rất là giải khát cũng như là giải nhiệt vào trong những ngày hè nóng. Có một vị chua chua của chanh, một chút nồng của soda gừng và một chút nồng nữa của vodka. Để làm được món Moscow Mule thì chúng ta sẽ cần những nguyên liệu rất là đơn giản như sau. Đó chính là vodka. Họ dùng well vodka của nhà hàng, nhưng các bạn có thể dùng những loại vodka mà các bạn yêu thích. Thứ hai sẽ là chanh tươi và soda gừng. Ở nhà hàng thì họ dùng soda gừng làm từ gân, nhưng mà các bạn có thể tìm được những loại soda gừng các bạn yêu thích ở ngoài những tiệm tạp hóa rất là phổ biến và dễ dàng. Câu điều quan trọng nữa các bạn cần phải biết đó là mỗi loại thức uống, mỗi loại cocktail thì sẽ được đựng vào mỗi một ly khác nhau. Thì Moscow Mule khi mà các bạn order thì thường á, họ sẽ đựng vào copper mug, là những loại mug như thế này. Hoặc là cái nơi họ không có chuyên về Moscow Mule thì sẽ họ dùng trong cái highball như thế này. Nhưng ở đây họ có cái ly này nên họ sử dụng cái này nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện món Moscow Mule. Và để thực hiện Moscow Mule, đừng quên dụng cụ quan trọng của chúng ta, đó là jigger. Và chúng ta sẽ cần 150 oz của vodka. Tiếp theo chúng ta cần 0.5 oz lime, có nghĩa là nước chanh tươi, ice. Và cuối cùng là chỉ cần toffee soda gừng, ginger beer. Với phần garnish thì các bạn chỉ cần một lát chanh mỏng và để phía trên là đã được rồi như thế này. Và thế là chúng ta đã có món Moscow Mule. Chúng ta cùng thưởng thức nhé. Rất là thanh mát các bạn ạ. Các bạn sẽ thưởng thức một vị chua chua của nước chanh nè, một chút nồng của vodka và soda gừng cũng như là một chút ngọt nữa. Thức uống rất là refreshing nè, thích hợp cho mùa hè nóng nực nè. Các bạn ở nhà hãy thử làm cái này và chia sẻ cũng như được comment cho Hà biết là cái ý kiến của bạn như thế nào nhé. And that is a wrap. Nếu các bạn yêu thích video này, đừng quên nhấn nút like cũng như subscribe ở góc phải màn hình và để lại những comment cũng như là những câu hỏi mà các bạn muốn dành cho Hào. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video tiếp theo của Mix It Up.